Dạ, Tuyết kính chào quý bà cô chú anh chị và các bạn. Hiện tại thì Tuyết đang ở cái giạt đất một công cải. Cái giạt bên đây là một công của anh Hòa nè quý bà cô chú. Dạ, hôm nay đó thì Tuyết lên buổi sáng thì thông báo cho anh Hòa biết đó là Tuyết cũng rất là vui và cho anh Hòa biết cái tin vui luôn, đó là được Mạnh Thường Quân là Mão giải cứu hai cái giạt củ cải của anh Hòa rồi. Dạ, thì đầu tiên đó thì con cảm ơn chú Thắng. Và sau đó thì anh Bủ là ba nuôi của bé Ngân đã giúp mua hai cái giạt cải này cho anh Hòa để mà có cái đồng vốn để mình trả tiền phân thuốc sâu mình xuống giống vụ sau á. Dạ, con cảm ơn chú rất là nhiều và em cảm ơn anh Bủ rất là nhiều. Mình chúc cho hai Mạnh Thường Quân sức khỏe dồi dào, vạn sự thành công. Dạ, bên đây thì đây củ cải thì cái đám bên đây là một công nè. Cái này anh Hà mới nhỏ thôi vậy? Dạ, mới nhỏ. Củ bên đây nó bự hơn củ bên kia ha. Ừ. Sao em thấy nó khô à, mình không nó có tưới nước. Ừ, nó khô nè, bị. Bộ mình không có tưới nước ha anh. Nước ngoài này nè. Dạ đây, củ bên đây nó bự hơn cái đám hôm bữa Tuyết quay nha quý bà cô chú. Hôm bữa công tư trong đó thì củ nó hơi nhỏ. Cái công tư trong đó mình vài ngày nữa là em nghĩ là chắc củ nó lớn rồi, nó chuẩn á ha. Ừ, nó nãy em nhổ củ này mà đẹp nè. Dạ. Nè. Dạ. Củ này là vừa ăn luôn rồi. Còn cái giạt này á, là mình nhổ rồi là nó vừa luôn á. À, vừa luôn, bự nè. Dạ. Cái này em thấy sao mà nó cũng hơi thưa vậy? Ờ, nó thưa nè, nó một công mà nó thưa thớt nè. Lý do nó làm sao? Mưa ngập mà hổm nó cấp tỉa đó chị. Mưa nhiều nước. Ờ, mưa nó ngập luôn á. Nó không thoát được hả? Ờ, nó không thoát không kịp. Củ hết hồn củ. Hết đời củ nó bự rồi. Vậy hả? Ừ. Này nữa anh nhổ đi đậu xe ngay đó đó. Đó chỗ đường cặn đó đó. Ngay chỗ cây trứng cá quạt đó, khu cư mình đó. À. Đó đi lại đó, bước qua đây là tới rồi. Là mình gánh ra qua một đoạn rồi mình mới lòi xe honda ra. Chạy xe honda vô tới đó luôn. Xe honda chạy vô tới đó. À, tới đó cái đây mình đem qua đó kế bên nè, ngang cái miếng đậu này chút xíu này nè. Dạ. Đó. Rồi còn cái giặt trong. Giặt trong đi lại đường 8 nãy đó nằm. Đó đó. Giặt trong hồi nãy hình như là mình gánh ra một đoạn phải không? Gánh cũng ngang miếng đất cải đó à. Gánh ra rồi bắt đầu cái xe honda chạy. Vậy đó. Vậy là đoạn nào cũng phải gánh phải xách hết trơn. Rồi mấy xe ông đa lòi ra. Rồi em hiểu rồi. Đấy đi rồi quản cái tôi cũng tiếp cho. Tôi dắt tiếp cho. Dạ. Vậy đi. Dạ thì hôm nay em cũng lên báo cái tin vui cho anh. Dạ, rồi chị cũng quá mừng luôn. Dạ. Mấy nhà tài trợ mà tiếp được thì quá trời mừng luôn. Dạ đầu tiên đó là anh Bủ. Anh Bủ cũng anh Bủ Bủ bên Mỹ. Kế đó là chú Lê Văn Bách Thắng là cũng như là anh Bủ là mua cái giạt cải này. Còn cái giạt một công tư đó là của chú Thắng. Quá trời mừng luôn rồi, cảm ơn chú quá cảm hết nha. Hỗ trợ có chú vốn làm lại vụ sao chứ thấy tiêu quá trời tệ rồi. Dạ. Cũng nhờ chị Tuyết đây nào giới thiệu chứ cũng không biết đâu. Dạ, gần Tết rồi em cũng cố gắng giúp cho anh trả cái nợ nặng rồi. Dạ. Hồi để Tết nhất người ta tới nhà cái nó cũng hơi hơi buồn. Dạ dạ. Thì cố gắng anh cái vụ sau đó thì em cũng chúc cho anh là thành công nha. Dạ, cố gắng cho sao vậy. Dạ, rồi mình giờ không làm nè, mới làm là dính liền nè. Hồi xưa tới giờ anh có mướn đất làm rẫy không? Có, mới mướn đây à. Mới mướn hồi năm rồi à. Rồi mằng hai lứa bắp bông. Rồi mưa ngập cũng hư luôn. Rồi quay lại tới cái miếng cải cũ này nè, là vừa dứt là quay lại tỉa cải cũ là dính nữa nè. Dạ. Thấy người ta mặn có lý có giá tới mình đưa vô cái ngay gạt nữa. Chưa đủ duyên. Rồi cá bây giờ đó là ít rồi chứ. Cá bây giờ mặn không có nữa. Thứ hai nữa mặn không có mới nhảy lên mướn đất mặn nè. Đó, mướn đất mà mặn vậy chứ cũng chưa đưa tiền đất người ta nữa. Ủa chưa trả tiền hả? Chưa nữa. Muốn trong sang trong này nè. Nó mặn cái kiểu này rồi sao trả tiền đất má. Nó cũng khổ dữ lắm. Dạ. Vậy cố gắng nha anh. Dạ. Giờ bà con nó còn mình nói chung ai cũng vậy hết trơn. Dạ. Quá khó khăn rồi. Dạ. Mà không làm thì lấy gì ăn. Không làm lấy gì ăn đó. Nhờ anh nằm còn đây kia chứ nhờ mà bà trường của đó mình giới thiệu nó chỉ xuống chứ có biết đâu nào giờ có biết đâu. Em cũng mới biết anh. Dạ. Anh Năm thì hồi lần như cũng có nhớ anh đi trời ca đồ này kia hay gì nè. Đúng rồi, ảnh bên khâu đường ca. Xuống gặp ảnh em nhớ. Dạ. Rồi dưới cho em hỏi là cái vấn đề chính xác lại đó là bây giờ cái giạt này là tầm là anh phỏng là khoảng bao nhiêu tấn nè? Tầm đó mình cũng không biết nhiều, độ trình thường thường thiện công nó 4 tấn đó.
4 tấn. À, thì bây giờ thì mình cứ tính là phỏng phỏng là 4 tấn cái con này ha. Đó, dạ, còn một công tư ở trọng thì cũng cũng nằm 5 tấn, 5 tấn ngoài đó, nhưng bệnh á. Dạ. Thì hỗ trợ được gì, hỗ trợ chứ biết sao bây giờ. Dạ, là để như là ở cái giặt ngoài này là khoảng 4 tấn, còn một công tư là khoảng 5 tấn thì tổng là 9 tấn. Đi đi. Dạ, gió gió nó muốn bay mình luôn. Gió chắc gió rồi. Dạ thì em cũng báo với anh luôn là cái giá mà em đi giải cứu đó thì nào giờ nó cũng có sẵn rồi nha anh Hòa. Trời ơi, hỗ trợ được mừng rồi. Không có nói giá cả gì chứ. Dạ dạ. Dạ thì cứ 1 tấn là 1 triệu, tiền dân công, tiền bọc bên em tự vận chuyển hết luôn. Là bên em là từ A đến Z là cứ làm hết cho anh đó. Dạ. Rồi. Vậy đấy anh thì tại anh biết xong là cái cuối tuần này là phiên em có cái lịch đi Hà Tiên đó, tới mấy ngày em mới về. Rồi cho nên là em sẽ ngược nắng hả? Thì em sẽ nhổ cải của anh hơi chậm á. Em quay một clip là em thông báo trên clip trên kênh đầu lăng cho Mạnh Thường Quân biết là có người mua rồi. Bạn mình cũng như mình nói một tiếng rồi. Thứ nhất là cho Mạnh Thường Quân, thứ hai nữa là cho anh. Giờ biết là có thể là em về là chắc thứ ba mình mới nhổ được nha. Mà không biết là xử lý trong ngày hết hay không. Tại trong cái đội của em nhỏ quá. Thế nhiều như nó không kịp thì mình qua ngày sau qua nữa. Ngày sau chứ. Tại nó chín nắng mà. Chín nắng có trên không chứ. Dạ. Vậy đi em báo cho anh lặng cho anh ngủ cho nó ngon giấc. Quá trời rồi mừng luôn. Hai bữa gà nằm nhà hoài để nghe điện thoại. Trong điện thoại của em hả? Dạ. Đang nằm đưa con cháu ngoại đó đi điện nghe mừng. Dạ dạ dạ. Rồi vậy đấy anh là rồi, chắc ăn rồi đó. Rồi. Là chỉ cái có ngày là em lên em nhổ kìa, bắt đầu là em chồng tiền anh luôn hả? Rồi rồi. Dạ dạ. Dạ. Dạ thì cảm ơn luôn hả. Dạ, một lần nữa rồi con cảm ơn chú Thắng với anh Vũ nữa. Dạ thì cuối clip về cho Tuyết gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn đến quý ông bà cô chú anh chị và các bạn rất là nhiều. Đã trời, luôn ủng hộ. Hết luôn ủng hộ cho em Út. Ăn có tiền đồng tiền mặn lại vụ sau cũng cảm ơn mấy nhà tài trợ luôn. Dạ. Dạ thì do cái lịch của Tuyết đó là đã lên sẵn hồi tuần rồi là mình có cái chuyến đi Hà Tiên cũng như là cái chuyến đi thưởng cho bé Xu với bé Hiển là thi ngày hôm nay đó là hoàn thành đó. Thì Tuyết cũng đã hứa lên lịch rồi đó quý bà cô chú, cho nên là Tuyết đi xong rồi Tuyết về mấy nhổ cũng cải được rồi Tuyết cũng thông báo đến quý bà cô chú biết là đã có Mạnh Thường Quân giúp và cái ngày nhổ cải của Tuyết. Dạ Tuyết chân thành cảm ơn. Cho Tuyết xin chào và hẹn gặp lại trong cái clip sau. Bye bye.